Ok, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh. Hôm nay em sẽ đem đến mọi người một chiếc máy đến từ châu Âu, rất là gấu, đến từ thương hiệu của Philips, có model đó là D8814. Anh em nhìn sơ qua về cái ngoại hình và thiết kế của em nói trước nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy cái phần lo vuông và chạy viền kim loại rất là đẹp. Và em này nè, anh em nhìn nghi nè, nhìn rất là gấu luôn. Đấy. À, bên phía tay phải của chúng ta sẽ có những cái phần mà là 4 kênh radio và hai cái phần dò đài. Núm rất là to. Đây. Máy chúng ta cực kỳ đẹp. Bây giờ em sẽ bấm cái phần nút nguồn lên trước ha. Ở phía trọng tâm của máy thì chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển lay stop của phần băng cassette. Phía bên phải sẽ là liên quan đến vấn đề radio. Và phía bên đây là phần equalizer để chúng ta có thể điều chỉnh. Toàn bộ tất cả cái phím bấm của chúng ta còn rất là đẹp. Nhìn cái phần vải sắt của nó, anh em có thể hiểu được máy em nó đẹp như thế nào. Và em này là màu đen. Hiện tại thì ở Việt Nam có một cái phiên bản màu trắng rồi, và đây là cái phiên bản mà màu đen, rất là độc. Rồi bây giờ thì em sẽ cho anh em thưởng thức cái chất âm của em nói trước, rồi sau đó sẽ có một video clip nói riêng về cái con này. Bây giờ em sẽ lay ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ qua một đêm gió mưa nhiều, lời đau ta xót vào tim nhau trong mê biết nơi sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lòng người ơi. Còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua. Đó là về cái phần băng cassette. Băng cassette thì chúng ta có thể chơi được ba loại băng, đó là normal, CR2 và băng metal. Cái phần cửa băng cassette nè, anh em thấy cái cửa của nó cũng rất là đặc trưng, cực kỳ khác biệt, nhìn nó gấu lắm. Từ toàn bộ tất cả, từ cái phím bấm cho đến cái về cái phần thiết kế cũng như là cái cách bố trí của nó, nhìn rất là khác biệt và không giống như bất kỳ một cái cassette nào. Ở phía bên hông thì chúng ta sẽ có hai cái cổng lay in và lay out, và có cổng luôn phono. Nếu mà muốn chơi phono thì chúng ta chỉ cần gạt qua thôi. Và có thể kết nối thêm phần loa nha, để tăng cái công suất của em này lên rất là nhiều. Loa của nó này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái phần radio. Radio thì chúng ta sẽ thấy nhìn cái này nè. Đây là bản radio bằng điện tử, thì nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều ha. Em cậu ạ, sao cậu không dùng cao su bạc cho bé? Đợt trước cô bên nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng cao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc. Sau đó thì mình muốn làm lớn hơn chút thì mình có thể kêu gọi một vài người bạn của mình. Lúc nãy em có nói ở bên hông thì chúng ta sẽ có 4 kênh FM, SW và MW, nó sẽ là phần AM, và chúng ta sẽ có một cái cổng để chúng ta điều chỉnh cái phần tuning, và dưới đây sẽ là cái cổng file tuning. Sẽ chính giữa sẽ có một cái đèn tia rất là đẹp. Ở phía bên đây thì chúng ta sẽ có ba lăng là chỉnh bass, chép và record lever. Record lever này thì nó sẽ có hai nấc ha, để chúng ta canh left right. Về phía gần này thì nó phần mono và âm thanh sité, nó là một dạng trượt, là chúng ta có thể điều chỉnh giữa giao thoa giữa cái mono sité cũng như là sité với lại cái phần mà spatio, là tạo ra một cái âm thanh vờm. Bây giờ em sẽ cho anh em nghe phần âm thanh vờm này như nè. Đây là sité hả? Đây là mono nè. Anh em thấy không? Cái âm thanh nó sẽ rộng ra. Trở lại chuyện hai chúng. Tình yêu đã
Nếu tôi là một doanh nhân thì cái lúc nào... Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Đây là một chiếc máy radio cassette đến từ thương hiệu của Philips, Hà Lan, châu Âu, sử dụng điện 220W và là một trong những chiếc máy radio cassette có ngoại hình rất là gấu. Nó tương tự giống như một cái con Sony 99 á, nhưng mà em này sẽ nhiều chức năng hơn. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.